Galaxy S22 Series, camera mắt thần bóng đêm, chụp hết mình, sợ gì thử thách đêm. Wow! Đây chính là Việt Thị Đường. Ê cô, quá vậy? Chúc mừng các bạn đã tìm được chiếc kim bài đầu tiên cho nhóm của mình. Nơi các bạn đang đứng là Duyệt Thị Đường, nhà hát dành cho các vị vua Triều Nguyễn, hoàng gia và đại thần trong những dịp lễ hội và sự kiện quan trọng. Bây giờ, xin mời các bạn cùng tiến vào Duyệt Thị Đường để xem buổi biểu diễn ở đây. Tuân lệnh. Yeah, tuân lệnh. Né né ra cho đẹp. Anh với đạo trước nè. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa dạ. Ở cái này sao quá. Thank you.
biến. Và bây giờ là thử thách dành cho các bạn. Các bạn sẽ học chơi các nhạc cụ trên đây và múa chén để có thể biểu diễn một đoạn nhã nhạc cung đình theo cách mà các bạn cảm nhận được. Xin mời chén lên. Rồi. Rồi. Em không thiếu gõ hay. Sẽ có 3 nghệ sĩ học múa chén, 3 nghệ sĩ học chơi đàn. Hồi nãy anh đòi múa chén đó. Anh đòi múa chén. Cái gì khó để anh. Trời đất ơi, giờ phân công đi anh em. Chào mấy anh. Dạ. Xin chào. Dạ anh. Dạ em chào. Dạ chào cả nhà. Dạ chào cả nhà. Nhạc cụ gì ạ? Xanh tiền. Chiều chiều trên má sông hướng nà. Con xin lầm lầm. Dạ. Được. Ủa, rồi bây giờ sao? Các bạn đã chọn nhạc cụ xong chưa? Tôi xong rồi ạ. Múa chén ăn cơm. Tôi múa tô bưng hủ tiếu. Hủ tiếu. Bậy ở đây. Bún bò. Bún bò. Nó lại. Tôi múa cái tô bưng bún bò Huế. C. Tôi trà cung đình Huế. Đó. Tôi chọn đàn Hồ Đại. Đại thiệt nha. Đại thiệt. Coi. Em đang ti ba. Dạ. Tôi chọn đàn Nguyệt. Đồ chơi lớn vậy. Rồi bây giờ là thời gian luyện tập của các bạn ha. Các bạn có khoảng 10 phút để luyện tập. Trời ơi. Đồ tập gì dữ vậy chị? Vậy là cái nó có nhịp là 1, 2, 3, 4 rồi gì không? Hay là tự cảm thôi? Cảm ống có gọi nhịp chết, tức là cảm thấy giống như vừa nhịp đó. Đâu, chị đọc cái nhịp đó coi. Tích, tích, thiệt, thiệt. Nhưng mà cái này là 2 dịp 1 nè, cái này là 2 dịp 1 nè. Tại vì cái chén nó bự mình rung được thôi. Nào là đồ đó. Đồ đây đây là đồ này. Đồ rê. Qua đây pha này. Pha. Son. Thì mình phải mường nốt. Ví dụ như nốt rê này, mình muốn đánh cho được nốt mi thì mình phải mường nốt rê này nhấn vào. Cái đó hẳn. Đó. Rê này. Mi này. Đó, cái đó mường nốt được. Wow. Khó quá. Không, nhưng mà ba nữa là cơ bản nhất là dễ nhất rồi. Dạ. Cái hàng gì có tông đó là nụt đen và nụt trắng thôi. Nhưng mà bây giờ 10 trong 10 phút mà em không thể nào nhớ được. Thôi thì mình cứ tập từ từ là chúng mình dạ. Nhớ hệ thống dây và cách mình có thể biết là từ đây nổi lên nổi gì, nổi gì, kêu gì thôi. Đó. Chứ học ra thì tất nhiên phải một thời gian dài mới học được chứ. Pond's Body Glow Serum mới cho da sáng mịn, mờ thâm chuẩn hàng. Còn cao độ mình những dây anh. Thôi tôi đi ngu vậy, tôi chọn cái đàn này. Cái đàn khó, ơ là khó. Đúng rồi, mấy cái này là khó nhất. Khó nhất à? Dạ viếng là hai bên cùng đi bên cùng hiền dạ viếng cùng hiền dạ viếng cùng hến gì đó đau bao vinh đây không đừng thẳng một đứa nó chỉ có tay thôi rồi đồ sưng á đồ sưng á mặt
hồ sông đào bao vinh bắc hồ sông đào thăng long chạy vàng thẳng đào thẳng là phù cam ơi đó lắm đó một số lớn hay quá đi 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 ok là chúng tôi đã nhường nhuyễn rồi trên diễn đi Đâu, em đã làm được đoạn đầu rồi. Tham gia. Dạ rồi. Go. Let's go. Cảm ơn anh. Dạ rồi, lên. Lát nữa khi tụi anh ra, tụi anh chào máy, tụi anh quay qua. Cái tụi đưa hàng ra. Đây ạ. Là bắt đầu đợt 2, ví dụ nè. Nhớ vậy. Không nhớ vậy, nói vậy. Kính thưa chưa biết hôm nay hai ngày một đêm đã có mặt tại cung đình Huế tại Đại Nội. Ban nhạc của chúng tôi mang tên là Bên Dòng Sông Hương. Xin bắt đầu. Chưa. Anh John ra đã. Chuyên nghiệp lên. Kéo màn. Kéo màn. Kéo màn. 2, 3, mở màn. 2, 3, mở màn. Sông hương mà nuôi thuyền tối mà lừng lơ em cá mà non đời và em hạt thò tôi nhờ đến em Múc bún. Bún bò đây của tôi. Bạn nhạc quýnh đi. Chén đang nghỉ cho bạn nhạc quýnh đó. Bye.
Dạ, bây giờ chương trình kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Trời ơi. Ngày xưa mà múa cho quan coi giờ là chém đầu rồi. Chém đầu không? Chém đầu chứ. Quan đầu kỹ lắm. Người đâu hỏi chém đầu người đâu? Thiệt. Giới thiệu cho hoành tráng vô. Sao vậy? Thái giám phương nào? Thái giám phương nào? Xin tha tội. Ông đương. Tha tội. Ông đương. Cậu đầu đau. Cậu đầu đau. Sớm. Thử thử. Để từ nay tôi sẽ làm trưởng đoàn. Sơn hở rồi chị em. Chắc là thưa chị, thực ra thì là ban giám khảo trách nhiệm rất là nặng nề. Dạ. Nhưng mà tại vì chúng em rất là vui, rất là vinh dự khi được đón các nghệ sĩ ở đây. Và buổi sáng hôm nay thực sự là khi mà hướng dẫn cho các nghệ sĩ, em cũng không nghĩ là các nghệ sĩ là quá giỏi. Chính điểm ạ. Vì chàng đó là thôi xì xóa đi, khó quá bỏ qua. Dạ em xin phép mời nhận xét đặc biệt về cô Kiến Huy ạ. Anh cưa cái gì vậy hả? Về thân thải biểu diễn nó chắc chắn là tuyệt vời. Dạ. Yeah. Anh còn có phần kéo mà âm thanh ọt ẹt ọt ẹt anh. Vì đệ tử của mình nên chỉ mình chậm điểm 10 luôn. Như vậy là với phần biểu diễn vừa rồi, các nghệ sĩ chương trình 2 ngày 1 đêm đã được các nghệ sĩ đoàn nhã nhạc cung đình đánh giá cao. Bất chấp màn biểu diễn của các bạn như thế nào, cho nên là các bạn sẽ nhận được thêm một kim bài của chương trình. Huynh đài, hãy lấy kim bài miễn tử, kim bài miễn bể. Cái chén hồi nãy bể là tha thứ rồi. Ngày hôm nay cảm ơn các anh chị bên ban nhạc cung đình Huế nhã nhạc đã hỗ trợ tụi em rất là nhiều, và mong các anh chị nhớ và ủng hộ cho tụi em. Đây chính là chương trình 2 ngày 1 đêm.